Chính chủ cần bán nhà xe mới 4 tầng tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà được bên công ty chúng tôi xây mới, có diện tích ở trên sổ đỏ là 36m và diện tích khi chúng ta xây dựng từ tầng 2 trở lên là 38m2. Được thiết kế rất là hiện đại với thiết kế là bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng thờ và sân phơi. Đấy, hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây, mọi người có thể thấy là chúng tôi đã hoàn thiện hết rồi. Từ toàn bộ hệ thống cửa này, hệ thống gạch ốp lát mặt tiền và hệ thống sân. Đấy thì cái căn nhà này thì là nằm cách đường trục chính, đường hai ô tô tránh nhau là khoảng 20m. Đấy. Và chúng ta sẽ có một cái ô sân nhỏ ở phía đằng trước đây để có thể là để xe máy, để xe đạp và để cả giày dép. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong từng phòng của ngôi nhà cho mọi người có thể thấy được rõ hơn. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước đây. Toàn bộ cái hệ thống mặt tiền là chúng tôi đã ốp bằng gạch đá granite hết. Đấy, đảm bảo là luôn sáng đẹp và sạch sẽ. Phía trước của ngôi nhà thì là sẽ bao gồm hai cửa. Đây là cửa chính và đây là cửa sổ. Thì cửa chính là sẽ bao gồm hai lớp, lớp phía bên ngoài. Đây, lớp cánh cửa màu trắng đây, đó chính là cửa bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Còn ở phía bên trong chúng ta là sẽ có cửa bằng nhôm kính, cửa nhôm hệ Việt Pháp nhập khẩu. Đây, sau đây là toàn bộ cái hình ảnh và chi tiết ở trong tầng 1 của ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua. Diện tích rất là rộng, chúng ta sẽ có phòng bếp ở phía bên trong. Đấy, được sử dụng là tủ bếp là bằng gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ cái hệ thống vòi bếp và chậu rửa là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Tầng 1 là chúng ta sẽ có một cái ô cửa ở phía đằng sau đây, nó ô thoáng. Đấy, đảm bảo cho ngôi nhà là luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Đấy, đây là toàn bộ cái tầng 1 khi mà chúng ta đứng nhìn từ phía bên trong đây. Cửa nhà vệ sinh ở tầng 1 là sẽ sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn trong nhà vệ sinh này chúng tôi sẽ có toàn bộ cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và sẽ có thêm cả cái máy bơm nước tổng để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà trong này. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái chi tiết ở phía tầng 1 để chúng ta có thể là hình dung nó rõ hơn. Đấy, sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là đều là sử dụng bằng đá granite hết. Đây, phía bên trên tầng 2 của chúng ta được chia làm hai phòng. Đây là một cái phòng lửng có cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy ánh sáng và không khí đây. Phòng lửng chúng ta có thể sử dụng là phòng tiếp khách hoặc là phòng sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình cũng được. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao là chúng tôi đã hoàn thiện xong và dự kiến là sẽ lắp đèn led. Và đây là một phòng ngủ ở tầng 2. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để ánh sáng và không khí đây. Lớp ở bên ngoài là lớp bằng nhôm kính và phía bên trong nó là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, luôn đảm bảo cho ngôi nhà là luôn được an toàn. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Đấy, chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện hết rồi. Hệ thống bồn cầu này, lavabo, sen cây, phụ kiện. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính ạ. Sau đây tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 là sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, phòng ngủ rất là rộng. Tất cả các phòng ngủ là đều là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí vào ngôi nhà, vào trong phòng. Đây là phòng ngủ phía bên ngoài đây. Và đây là nhà vệ sinh. Họ thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Tiếp theo là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4.
Thiết kế của tầng 4 là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và sân phơi. Đây, đây là cái khu vực phòng thờ của chúng ta. Đấy. Rất là thoáng, rất là rộng. Đây là khu vực để máy giặt này. Và đây là sân phơi. Mọi người có thể thấy xung quanh là nhà dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Nhà có hướng chính hướng đông nam cho nên là rất là thoáng, rất là mát. Đây là khu vực ô cầu thang đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Đó, khu vực ô cầu thang rất là rộng, rất là thoáng. Đó, như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là căn nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 36m², có hướng chính là hướng đông nam, được chúng tôi xây dựng thiết kế là 4 tầng. Và từ tầng thứ 2 trở đi là diện tích xây dựng là rơi vào xấp xỉ 38m. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 460 triệu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những khách hàng có nhu cầu. Và nhà thì là có vị trí rất là thuận tiện. Đấy, cách cái đường trục chính, đường hai ô tô tránh nhau chỉ khoảng 20m. Phía trước của ngôi nhà thì là sẽ có một cái mảnh sân nhỏ để chúng ta là có thể là để xe đạp, xe máy và để giày dép được. Đấy, cho nên là có thể là tận dụng được tối đa cái diện tích sử dụng ở phía bên trong của ngôi nhà luôn. Cách đường tố hữu là 2 km, nhà rất gần trường học, gần bệnh viện, gần ủy ban nhân dân phường, gần công viên, gần hồ điều hòa. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn thêm trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì là nhớ like video và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mà chúng tôi giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn.